chữa thiên lý ngọc hoàng định luật sư điển quyền chí vô cực chuyển xoay sắc ban kim mẫu có bài lệnh truyền nam nữ trai trai hằng tường diệu cung điện là nguồn gốc cội kỳ lục kinh thoát khỏi sông mê kim ngon tình mẹ châu phê màu chờ con dài tay tê lòng già bàn ân lệnh màn ba kỳ chót nhớ truyền tâm kinh vô dân tự định khai truyền thiên lộ lực hành thông tri lý đạo rõ tình thâm ân linh chân xưa tiền căn mẫu tạo tâm siêu phàm thông đạo thiên tiên gốc căn chiếu rồi diệu quyền cội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban căn tâm xưa cung chi chẳng biết mùi đời linh hồn sáng tạo chỉ ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cụ trùng khá tỉnh ngộ đại hùng minh mẫn nghe tri phụng hành bổn phận cho tròn tiếp lời mẫu dạy sách son lệnh trời tung y mạng bảo toàn nguyên nhân thức tâm nội mê trạch mộng não tình trí lo tầm đạo vô vi tu thân dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên luật mẫu thầy thượng ban đắc bộ pháp thiện căn linh tâm thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên đạo chân chẳng mến bạc tiền quả lành gặp hai mi nguyên phản hồi giờ kiếp quyết hội trời tam giáo hoa hội tam thâm điểm đạo linh căn long đình bố ngọc tư ăn hoa sen đua nở mừng căng thiền lành kỳ tiếng lửa thực hành mới quy ba lần khai mở hội tam thiên con ơi nghe mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan
chi mà dội mơ màng, cơ trời bao ân hạnh tàn tiếc hùng. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu thượng phân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Chư ba đạo dễ lầm tà mỹ, nếu thông tri đạo lý chánh truyền, trao dồi tánh đi mạng nguyên căn, dội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê, có đạt đạo trở về giới mẫu. Màn gió manh hổ lậu phủ dày, muôn màu sắc tướng nhiệm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên ý, chữ không huy không ngữ trị tâm hồn. Phép tài áo Phật bàn môn thần thông, biến quá mê hồn tâm sai, nó cùng giỏi biện tài đạo lý. Nhưng sự hành y chi khác xa, con cần thấu triệt chánh tà trong thân, ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu cáo, tư tưởng lành giữ đạo nhất thâm, rõ thông ma nghĩ coi lầm trong thân, bộ pháp kiếm tầm đâu xa, lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm. Dù mọi điều thúc liệm muốn ăn, tạm dùng chánh nhiệm xác trần, tùy duyên qua đạo nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tinh tướng làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dài, chớ mê hồn tiêu hoài mãi sao. Sự phân định luật thiên tào, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu, chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang dương cả dài. Luật hành thương phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng thường. Con nào biết lo được đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức kỳ bảo tồn, của quy nhân loại mê hồn trầm luân. Đi Phật sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh thơm. Nhục dinh chẳng mất chẳng còn, chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ
cao dòi. Một lời thề nguyện con ơi, thật minh chứng giáp đất trời rõ thông, chớ chăng nản thay lòng đôi dạ. Muôn đất thành đạo quả phải hành, họ trần trọng trí là tên ngày nay. Thần nguyện ơn trên mẫu hoàng, lòng con trẻ chi thành cung kính. Na kể từ ngày tuân lệnh thiên tiên, mẹ hiền dạy dỗ trần duyên, dùng tâm cơ đạo lúa truyền thế gian. Mọi công nghi đức nghi mót bòn tạo dựng, na ấy dành lời hoàng mẫu cung tiên. Trần miền thiết lập nam thiền, làm nơi tu niệm sửa tâm trao dồi, cũng là tạo nghiệp cầu công đức. Kiều bá gia tươi hướng tu hiền, mọi người phận sự thiên liêng ấy là cơ đạo cánh tuyên mẫu thiền. Mọi con mọi cảnh mọi quê tỳ theo sứ mạng chân truyền đạo tiên, con còn trẻ biết cái đường đạo pháp, có học hành đạo đức nhân dương. Con ơi sống gần ba đào đời, con phải chịu lên đến giữa dòng. Thấy con trẻ bên ngoài xinh xắn, ô nội lòng ăn chứa tự trong. Con đây cực khổ vô ngần, thanh xuân con gợi đạo hiền là đây. Ở tuổi con nhân sinh ba tâm, chỉ đam mê hai chữ bạc tiền công danh sự nghiệp ngồi trên. Còn con của mẹ ngày đêm tu hiền, thân khẩu quy căn tiên là vậy. Không trách phiền bản tánh con thơ, chỉ vì dương thế trần nhớ con tròn phận sự đạo tiên quy hồi. Khi nông nải lầm than là mắng, bởi căn duyên đạo pháp mà ra, chớ lòng con trẻ thẳng ngay. Một lòng một dạ không sai đạo hiền, ráng nghe trẻ một cái bòn công đức. Công lập công trở lại chương toàn, dù cho trăm đắng ngàn cái, con ơi chớ có nản lòng nghe con. Đạo của mẹ vuông tròn đâu thề, phải ba đạo sống gần lao sao. Chịu nhồi chịu khảo đau thương, muốn mà tu tỉnh chịu nhồi khảo nghe. Qua sông gần ba đào con thấy, phận của con à
đang đi trước ngồi trên. Có tên có tội rõ ràng, danh đề bản họ mẹ ghi tên vàng. Dẫu nắng cay lập thành công y đức, thì sau này quá ngõ con ơi. Năm nay đại lễ kỳ yên, thầy về trụ sư Sóc Trăng thăm liền. Hương năm niên dâng lên hoàng mẫu, để chúc cầu cho trẻ bình an. Cũng là đạo pháp trần duyên, cái dây tương ngay nghĩa tình sơn môn. Thầy cảm ơn Trần Trọng Trí rất là nhiều, đã phát tâm ủng hộ trợ duyên cho pháp đàn Thuyết U Minh Giới. Dạ chào cô Tâm Phúc, chào Phương Thúy, chào Phương Lê, chào mọi người. Phải nói rằng năm nay thì theo lời của chư Tôn Đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chỉ một lần duy nhất cuối cùng của các ban trị sự tổ chức Đại Giới Đàn. Đại Giới Đàn Minh Nguyệt năm 2023 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9, tháng 10 năm 2023 để tuyển người làm Phật. Có nghĩa là người xuất gia đi tu thì phải thọ giới, thọ sa di, chư ni thì thọ tiên sa di ni, chư tăng sau khi thọ sa di rồi thì thọ tỳ kheo làm vị đại đức. Còn nữ thì sa di xong rồi, tức so mani, rồi tới tỳ kheo ni. Như vậy thì tuyển giới trường để chọn người làm Phật là một cái công đức vô cùng to lớn. Mà đặc biệt Đại Giới Đàn Minh Nguyệt năm nay Huệ Nhẫn với cương vị là phó ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng ban kinh sư Nghi Nam, là người chịu trách nhiệm tổ chức lễ đài đàn U Minh Giới, Thuyết U Minh Giới và Chẩn Tế. Quý vị thấy những cái đàn lớn như ở thành phố Hồ Chí Minh thì Hòa Thượng Thích Lễ Can, trưởng ban nghi lễ của Phật giáo Trung ương sẽ ngồi cái đàn đó. Còn ở Bà Rịa Vũng Tàu thì Huệ Nhẫn là người đảm trách và ngồi cái đàn đó. Cho nên thì quý vị biết với hiện nay thì giới tử của Bà Rịa Vũng Tàu đăng ký là 750 vị, dự kiến là sẽ trên 1.000, và tăng ni đến hộ đàn nữa thì trên dưới là 2.000, và hàng vạn Phật tử. Và quý vị biết đàn Thuyết U Minh Giới là để sám hối cho những vong linh hương linh của chư Tôn Đức Tăng Ni, của quý Phật tử thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cũng như siêu độ tất cả những linh hồn nhờ cái sức chú nguyện của chư Tăng. Cho nên Huệ Nhẫn phải nói rằng mà cũng là rất là vinh hạnh, vinh dự được chư Tôn Đức giao phó cho cái trách nhiệm trọng đại to lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà thưa quý vị, thì với giáo hội thì không có cái tài chánh kinh tế nhiều, cho nên chỉ hỗ trợ một phần nào nhỏ để lấy cái lọc mà thôi. Cho nên thì Huệ Nhẫn mới kêu gọi quý nam nữ Phật tử, những người thân yêu thương mến của Huệ Nhẫn nhất, những ai thương mến Huệ Nhẫn và cũng dịp để cho chúng ta gửi danh sách để cầu siêu độ cho Cửu Nguyệt Thánh Tổ, ông bà cha mẹ, cũng như những vị hương linh vong linh trong nơi thờ phượng, những hương linh vong linh trong đại dịch Covid-19 và những quan hậu bệnh tử, tai nạn giao thông. Nói chung là cái đàn nó rất là lớn, cho nên kinh phí rất là nhiều. Cho nên thì mọi người sẽ chung tay với Huệ Nhẫn. Thầy cảm ơn Trần Trọng Trí, pháp danh là Long Minh Tuệ, đã ủng hộ một phần ba của cái đại đàn đó. Hy vọng là
bà con cô bác mình Phật tử thương, mỗi người sẽ gom một chút. Quý vị mà có cái nhu cầu để cầu siêu cho thất tổ của quyền ông bà cha mẹ của mình thì quý vị gửi danh sách, rồi quỹ nhẫn sẽ lập bài vị, lập sớ cầu siêu trong cái pháp hội Thiết U Minh Giới chẳng tế trong Đại Giới Đàn Minh Nguyệt năm 2023, được tổ chức ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại Đạo Tràng Đại Tùng Lâm, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Giới đàn thì dự kiến là từ 150 đến 200 triệu. Quý vị thấy cái phần cắm hoa không, là cô Phượng cũng biết đó. Trên đây có cô Phượng thì cũng biết là vừa rồi mà đệ tử của chùa mình là bông hoa là nhờ sự hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà nói cái tiền hoa mua không là khoảng 20 triệu, chưa tính trái cây, rồi đàn, dọn cái đàn, rồi ban nhạc đồn, cho nên dự kiến khoảng 150 đến 200 triệu. Cho nên thì rất mong là quý Phật tử của mình, vì cái Phật sự chung để chúng ta hồng phước, và đặc biệt là kỳ siêu cho cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc của mình, nhờ cái sức chú nguyện của hàng ngàn tăng ni và hàng vạn Phật tử trong cái Đại Giới Đàn Minh Nguyệt và tổ chức tại chùa Đại Tùng Lâm sẽ được viên mãn, được thành tựu A Di Đà Phật. Một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông, chớ chán nản thay lòng đôi già, muôn đất thành đạo quả phải hành. Một ngày nay nó cứ lừ ngừ, sặc sừ uống thuốc vô, sặc sừ chóng mặt ngồi hoài, lai chim mấy lần, ngày nay lai chim 2-3 quận mà không thấy khỏe. Giờ thấy cô Tâm Phúc với Trần Trọng Trí lên mạng vô trong lai chim, cái tự nhiên thấy 10 phần khỏe hết 7 phần. Cho nên rất mong sự cổ vũ của mọi người. Chiều giờ sặc sừ ăn uống không được, ngồi đâu gục đó nằm không. Giờ thấy cô Tâm Phúc lên live stream, rồi thấy Trần Trọng Trí lên live stream nữa, cái tự nhiên thầy cảm thấy là khỏe hẳn, khỏe được 7 phần. Thầy sẽ cố gắng ngày 18 này, thầy sẽ về với con một năm. Tình thầy trò bao nhiêu năm nay chứ thật ra cũng chưa biết mặt. Còn chùa Minh Đức thì thầy cũng có ra gặp cô Tâm Phúc một lần, rồi cũng gặp được nhiều lần cô Tâm Phúc rồi. Cho nên cái gì cũng vậy, cái duyên lành, duyên đến duyên đi, kêu xe rồi hết rồi đó. Nhưng mà quan trọng là bữa đó có sức khỏe là thầy sẽ lên đường về Sóc Trăng để thăm con trai cục vàng của tía. Chào Cổ Tây Tiền Giang, chào Bùi Trông. Thầy đang vận động cho cái Đại Giới Đàn bông hoa đó, Tây cũng cố gắng vận động bông hoa nha. Có thể là thầy phụ được chừng 10 triệu thôi, chứ nhiều chắc không nổi quá. Chưa có ai đóng góp hết á, cho nên mình xin bông hoa lá cho nhiều thêm. Chỉ mua đồ cúng với lại nhạc lễ, với lại ban kinh sư. Cho nên chờ từ từ có duyên để Phật tử trợ duyên thì thầy sẽ phụ thêm. Trước mắt thì dự kiến khoảng 10 triệu thôi nha, cô An Tây nha. Thầy giờ không biết còn hát được không con, tại thầy đang bệnh á, thì để coi. Nhưng mà cái gì giái về dưới thì trước là thăm con, lễ tâm bảo cho biết bà con, rồi biết mặt con. Ít lắm thầy sẽ không hứa nhiều, nhưng mà sẽ ráng tụng thời kinh. Thầy sẽ tụng thời kinh cầu nguyện, còn cái việc hát thì để thầy tính lại nha. Nếu như mà thầy sắp xếp được về hát thì ok. Hy vọng đây tới cuối năm con cũng sắp xếp về chùa ăn lành. Nếu như tháng 11 này mà con rảnh thì con về con tiếp tay phụ với thầy.
về con cũng hóa trang để ngồi bàn hỏi yếm ở chùa Minh Viên luôn nha con nha. Một lời thề nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông, chớ che nghi nản thay lòng đôi giả, muôn đắc thành đạo quả phải hành, xuân chuyên thử thách phù sanh là đường tiên quá luận hành người tu. Chào cô Quỳnh Mai. Chớ nghĩ tới giận thù quan nghiệp, chỉ đại hồn học phép tự bi, đức ân dạng sự có bì, dầu cho lao khổ xa vì bản thân, thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tim. Cô Tây ăn, cô Tây Tiền Giang không có giỏi khóc. Thiệt, thầy nói tụi con thương chứ hiện nay thì Trần Trọng Thế phát tâm ủng hộ có được 50, chiếc ra 10 để cho con cắm hoa đó. Thầy phải vận động tiếp từ đây cho tới ngày 26 âm lịch tháng 9 này nè. Ngày 26 tháng 9 này chứ không phải tháng 10, thầy nói lộn hoài, thầy mấy bữa nay thầy cứ liệu hoài. Bữa nay là mùng 3 rồi nè, còn 23 ngày nữa là mấy con phải lên cắm bông cho đại với đàn Minh Nguyệt cái phần mà cái lễ đài thiết u minh giới và chẳng tế đó, cho nên kinh phí khó khăn lắm. Ban trị sự thì không có đóng góp, không có hùng với mình đâu, chỉ giao trách nhiệm cho mình làm thôi. Thầy với cương vị là phó ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng ban kinh sư Nam Trần Trọng Trí, 10 triệu để con cho. Ok nè, cô An Tây thấy chưa, cái phần cắm hoa này là của Long Minh Tệ, Trần Trọng Trí ủng hộ luôn đó nha. Vậy thôi, rồi tụi chúng ta đang cố gắng từ đây tới ngày 26 thầy gán vận động thêm được 100 nữa thì công đức nó mới được viên mãn. Thay mặt cho 2000 tăng ni và hàng vạn Phật tử xin được cảm ơn tụi con rất là nhiều. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên, đáp đền thất tổ cụ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian, vô khanh nghi tướng giàu sang có sanh, Phật thanh tiên dùng tâm nghi thảo hiền, nghiệp đời dù lắm quan khiến thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan, cơ mái tạo sải sàng cảnh gấp, chớ chần chờ để lấp tâm linh, trần đồ bát quái luật hình ngũ hành, dẫn chuyển nhân sinh điều tàn, lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới thầy định trách mẹ dạy thời chẳng thương, mà ma quỷ còn đương trả trộm, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, để tùy duyên kiếp độ nhân dễ gì gặp đạo chánh đi chân kỳ này, luật kinh Phật tỏ bài nói trước,
đời lộn kiếp mật thương khó đòi. Thứ sanh thập loại nhỏ to đầu thai quả khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trưa tâm ma hay làm những sự gian tà, đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của lường dân bảo tàng độc nghe có phân gian tà. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện say định luật công bằng khảo nhồi thương phạt tiếp mấy canh đời cùng. Rồi sao cô Tây có ý kiến gì không? Bây giờ Trần Trọng Trí ủng hộ cho 10 triệu để cắm hoa cho cái lễ đài Thiếp U Minh Giới trực tế tại Đại Tùng Lâm trong giới đàn Đại Giới Đàn Minh Nguyệt đó. Bây giờ cô Loan Bến Tre thì phụ trách xin lá, còn cô Tây thì chuẩn bị bông hoa. Anh Hai Lĩ để điện cho anh Hai Lĩ thì hỗ trợ xe và nhân sự phụ lên cắm hoa. Cố gắng nha, chỉ cầu mong có một vài Bồ Tát xuất hiện để giúp cho Huệ Nhẫn hoàn thành cái Phật sự trọng đại lớn lao nhất của Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mọi người nha. Chỉ mong cho bà con Phật tử của mình luôn luôn khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, rồi giúp cho Huệ Nhẫn. Chứ giờ Huệ Nhẫn cũng không dám kêu gọi nhiều, chỉ cái nào chính đáng thì kêu. Rồi chào Trọng Trí nha. Cứ chỉ biết bà tiền danh lời rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện xoay định luật công bằng khảo nhồi thương phạt kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót con khá lo bòn mót hay đức ân. Quên bữa 18 bữa 18 tới thầy có chuyến đi về nhà của bé heo Trần Trọng Trí đó. Quý Phật tử mình có ai đi thì đi với thầy nha. Trưa 18 đi, sáng 19 về sớm mọi người nha. Thì thầy sẽ cố gắng, con ơi con cứ yên tâm, thầy sẽ cố gắng nha. Trước mắt là vậy đi, từ từ thầy sẽ cố gắng. Chớ ham mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài. Rồi gặp cánh quả tai khó tu cần định tâm hấp thụ điểm quan. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng trong cơ sàng sải lớp màng đau thương. Các con nghĩ cho tường cảnh kẻ, nếu không thì tình mẹ xa con.
đau lòng của mẹ tạo hồn dưỡng nuôi ấp bi ổ bảo tồn linh quang. Khi con xuống trần gian lập hành bị ngũ ma dụ tánh mê trần đâu còn nhớ chi tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá ngã chịu luân hồi dai trả không ngừng. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Rồi sở nguyện của cô Tây đã thành tựu 15 triệu, cô Tâm Phúc cho 5 triệu, Trần Trọng Trí cho 10 triệu là 15 triệu tiền cắm hoa đủ nha. Con ơi lòng mẹ băn khoăn nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày chiếu màn đại hội rồi các con chịu tội trước tòa. Trong ngày đồng tam giáo chẳng tha luật hình sửa trị khó mà an thân. Bị sa đỏ cầm luân địa ngục bảy ức niên mới được đầu thai. Thật ra quý Phật tử biết không, gần trong cái tháng 9 này nhiều Phật sự quá, lo suy nghĩ ngày đêm, sanh bệnh luôn. Nên 10 ngày trước nhập viện, ở trong bệnh viện 8 ngày mà phải lo soạn giáo án, lo soạn bài, rồi học bài. Vì cái vinh hạnh này, thường thường á thì đại giới đàn, cái đàn tiếp U Minh Giới chẩn tế này nè, là sẽ do một vị hòa thượng phước đức lớn lao đảm trách. Chứ làm gì mà mình có cửa, phải không? Huệ Nhẫn thì cái nghiệp dày, cái phước mỏng, không thể nào mà đảm đương nổi. Nhưng mà năm nay thì quý ngài trong ban trị sự Bà Rịa Vũng Tàu cũng thương, cũng giao trách nhiệm cho mình. Thì thôi vì chúng sinh mà phục vụ, ráng uống thuốc cho nhiều, cho đầy đủ, để tới ngày đó mạnh khỏe và làm tròn Phật sự. Quý vị lên YouTube quý vị coi đàn tiếp U Minh Giới chẩn tế của các đại giới đàn, là thường thường là sẽ do Hòa Thượng Lễ Trang. Hiện nay Hòa Thượng Lễ Trang là trưởng ban nghi lễ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đảm trách. Chứ chúng ta còn trẻ, còn nhỏ, cái phước thì nó mỏng mà cái nghiệp nó dày, làm sao mà làm trọn phận sự. Cho nên cái chung tay Phật giáo tỉnh nhà của Bà Rịa Vũng Tàu cũng còn rất là khó khăn. Một cái giới đàn như vậy, khi mà tổ chức một cái đàn chuẩn tế, riêng cái phần chuẩn tế của U Minh Giới đó quý vị, là Quỳ Nhẫn dự kiến từ 150 đến 200 triệu để mình tổ chức cho nó trang nghiêm 2 ngày. Còn ngày 27 và 28, chiều ngày 27 vô đám khai kinh nhiễu đàn sái tình, rồi ngày 28 là đăng đàn chuẩn tế với U Minh Giới. Là ngày đó là quý thầy, quý cô sẽ dọn thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni sẽ nhận được chánh giới và pháp y. Ngày 29 thì sẽ bế mạc. Cho nên đây là một cái Phật sự phải nói là trọng đại lớn nhất trong cuộc đời của Quỳ Nhẫn. Mấy năm trước thì Quỳ Nhẫn cũng có một lần ở đại giới đàn Đồng Quy, Quỳ Nhẫn có làm, cũng phụ trách một lần rồi, nhưng lúc đó là ban nghi lễ phụ trách, là không có giao trách nhiệm của Quỳ Nhẫn. Cho nên, nhưng mà năm nay thì dạ chào anh Hai Lĩ, đây anh Hai Lĩ lên luôn rồi nè. Sẵn đây thưa luôn anh Hai Lĩ ơi, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 âm lịch, tại
tại chùa Đại Tùng Lâm sẽ tổ chức Đại Giới Đàn Minh Nguyệt năm 2023. Năm nay Huệ Nhẫn với cương vị là Phó Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng Ban Kinh Sư Nam sẽ là người phụ trách cái đại đàn Hoa Nghi Chẩn Tế và Thiết U Minh Giới. Cái kinh phí rất là lớn, nhưng mà về cái vấn đề cắm hoa thì Huệ Nhẫn sẽ nhờ anh hai hỗ trợ cho Huệ Nhẫn với anh Tây là một số phương tiện để anh Tây và bà con Phật tử của mình lên phụ cắm hoa cho cái đàn Thiết U Minh Giới chẩn tế cho được trang nghiêm đẹp. Theo Huệ Nhẫn nghĩ thì đây cũng là một cái công đức rất là to lớn. Dạ, cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Cảm ơn cô Phúc nhiều. Cô Tâm Phúc mấy tháng nay không có liên lạc với Huệ Nhẫn, là Huệ Nhẫn cũng lo quá chừng lo. Bây giờ cô cũng thương quay trở lại. Cô ủng hộ nhiều, Huệ Nhẫn cũng ngại. Thôi kể tùy duyên cô nha. Huệ Nhẫn sẽ đang cố gắng không có phụ ơn, không có phụ cái tấm lòng của mọi người thương yêu Huệ Nhẫn. Huệ Nhẫn cũng ráng tu, dù cho gặp những cái chướng duyên, những cái nghịch duyên gì trong cuộc đời này cũng ráng tu cho tới ngày nhắm mắt, cho đến ngày chết cũng phải trọn cái thành để cho quý Phật tử của mình có cái tấm lòng như vậy. Ngọc Bích ơi, nếu như ngày đó tụi con rảnh, tụi con vô về chùa Đại Tùng Lâm phụ với anh Tây nha Ngọc Bích nha. Ngọc Bích Thắng Lê, ngày 26 chị An Tây sẽ lên cắm hoa, tụi con rảnh thì tụi con vô với thầy nha. Dạ cảm ơn anh Hai Lĩ nhiều nha, anh Hai nha. Anh Hai hỗ trợ cho An Tây với mời anh Hai ra phụ cắm hoa năm nay. Nói chứ cái người tu của mình á quý Phật tử, được làm một cái Phật sự gì đó mà chung cho giáo hội đó, lòng mình vui lắm. Thật ra thì kinh tế khó khăn, Huệ Nhẫn cũng còn nghèo, nhưng mà cái tinh thần mình rất là lớn. Vì cái Đại Giới Đàn đó là mấy năm mới tổ chức được một lần, 2 năm tổ chức một lần, và giáo hội thì ra cái thông báo là có thể là một lần này lần cuối cùng, không có cho tổ chức ở các tỉnh nữa, mai mốt sẽ dọn về tổ chức 3 miền Nam Trung Bắc. Cho nên cái giới đàn này coi là cái giới đàn cuối đi, cho nên mọi người sẽ làm mà Huệ Nhẫn rất là vinh hạnh. Mặc dù khi nhận được cái nhiệm vụ này Huệ Nhẫn lo dữ lắm, rất là lo lắng bỏ ăn bỏ ngủ vậy, nhưng mà vì Phật sự chung, quý thầy dạy là cái Đại Giới Đàn là tuyển người làm Phật, có thành Phật hay không là từ cái giới đàn này ra. Vì quý thầy quý cô đi xuất gia, xuất gia thời gian là phải đến thọ giới sa di, rồi ni thì thọ giới sa di ni, rồi thức so mana tỳ kheo ni, còn tăng thì thọ giới tỳ kheo. Từ đó đắc giới, có cái giới pháp rồi mới trở về cảnh giới Phật, mới được thành Phật, chứ phải tự nhiên mà thành Phật. Người cư sĩ tại gia quý Phật tử thì cũng phải thọ giới, là thọ 5 giới, Bồ Tát 10 giới, Bát Quan Trai 8 giới. Cho nên quý Phật tử mình mà có chung cái hùng, cái phước vô trong cái dịp này, đó là một cái Phật sự rất là lớn, trọng đại mà phước báo lớn lắm. Mọi người ủng hộ, có cái tinh thần Huệ Nhẫn, có cái tinh thần Huệ Nhẫn làm, mà Huệ Nhẫn cũng nghĩ cha xây mẹ chuyển, thầy tổ độ. Cho nên hôm nay thì được như vậy, thì được đến cái giờ phút này thì Huệ Nhẫn cảm thấy cũng an lòng. Vì bên cạnh Huệ Nhẫn còn rất là nhiều người thương quá, nhiều người thương lo cho Huệ Nhẫn, cho nên Huệ Nhẫn rất là ấm lòng và sẽ cố gắng không có phụ ơn, không bao giờ dám quên ơn, không bao giờ dám phụ ơn ân tình của quý Phật tử. Và cái tâm nguyện là không bao giờ dám làm phiền lòng Phật tử, buồn lòng Phật tử. Mà muốn làm được điều đó thì Huệ Nhẫn ráng tu và ráng sửa cho mình hơn trọn vẹn một chút nữa. Cảm ơn Sang Minh, Huệ Nhẫn khỏe rồi ạ.
Còn một bà má ở bên Úc nữa, ổng biết má giận hờn gì mà từ hôm về, từ hôm rằm tháng 7 về, tình bệnh tới nay, không thấy tin tức, điện thoại không bắt máy, gọi về nói chuyện không được. Cho nên quỷ nhẫn sợ lắm, mỗi một lần mà có ai giận mình là quỷ nhẫn sợ dữ lắm, sợ mọi người giận. Mà sợ mọi người giận thì ít, mà sợ mọi người không tu là nhiều. Vì á, mình làm cái điều gì đó mà không vừa ý quý Phật tử không có thương, quý Phật tử bỏ chùa, quý Phật tử bỏ chùa rồi quý Phật tử không có tu nữa, thì mình sẽ mang cái trọng tội. Cho nên cái tâm nguyện của quỷ nhẫn muốn làm cho mọi người đẹp dạ mọi người, chứ không có dám làm cái gì mà cho mọi người buồn giận. Bởi vì quỷ nhẫn cứ luôn nghĩ rằng á, cây kim trong bọc thì thế nào nó cũng phải mở ra. Cho nên việc xấu việc tốt gì xin quý Phật tử mình cứ từ từ, mình cứ để từ từ mình xem. Vậy mà cũng có người quan tâm xem quỷ nhẫn trên 30 năm rồi đó. Từ cái việc tốt, từ cái việc xấu, từ cái việc quỷ nhẫn đang làm, đã làm và chưa làm, mọi người cũng hiểu được một phần nào rồi. Cho nên nếu như quỷ nhẫn có lỡ làm điều gì đó cho ai, cho quý Phật tử mình buồn giận, xin quý vị cũng từ từ, đừng có dội buồn liền, cũng đừng có dội giận liền, cứ để ngày tháng trôi qua, rồi quý vị sẽ hiểu thêm. Quỷ nhẫn còn nhiều nỗi lo, quỷ nhẫn cứ mãi lo lắng đắp bồi, mặc dù miệng thì nói nghỉ ngơi không làm nữa, nhưng quý vị thấy trong thời gian qua cũng làm. Đầu năm quỷ nhẫn nói nhất định sẽ không làm từ thiện nữa, tại vì cứ lên mạng kêu gọi hoài, mình người tu mà không lo tu, cứ lên mạng kêu gọi hoài như vậy thì sẽ làm phiền lòng Phật tử. Nhưng mà rồi khắp nơi cứ nhắn tin gọi điện, rồi dẫn động quỷ nhẫn cầm lòng không đậu, cho nên quỷ nhẫn cũng cứ tiếp tục làm tiếp. Rồi việc gì mình cảm thấy mình làm được thì mình làm. Nói quý Phật tử đừng cười, vô trong bệnh viện, nằm trong bệnh viện 8 ngày, sau khi trở về chùa dư được 6 triệu. Người ta đi nằm bệnh viện người ta tốn tiền, còn quỷ nhẫn đi nằm bệnh viện 8 ngày về dư được 6 triệu. Rồi còn dư 6 triệu làm sao? Dành dụm thêm 3 triệu nữa là 9 triệu. Thỉnh 30 vị tăng ni về chùa tụng thời kinh dược sư, cúng dường mỗi vị 330 vị, 9 triệu. Thì cái công đức, mình nghĩ rằng mình thì cái đức của mình nó hạn hẹp, cái phước của mình ít quá, phải bò. Chào Kim Định, mình phải bòn, quỷ nhẫn phải bòn, quý Phật tử không biết sao chứ quỷ nhẫn không có dám ăn, không có dám xài gì hết, không có dám xài cho riêng mình, không có dám ăn cho riêng mình. Quỷ nhẫn cố gắng bòn ngót, nếu mà cảm thấy một cái phước đức dù một miếng nhỏ cũng ráng cố gắng. Đó, như vừa rồi đó thì quý vị thấy sau khi nằm viện về là quỷ nhẫn mời 30 thầy cô tới chùa nấu một nồi bún, cô Phượng, cô Yến đem ăn lên nấu bún măng, mời quý thầy quý cô dùng, quý thầy quý cô tụng thời kinh dược sư, nghe quỷ nhẫn bệnh ở nhà, mấy thầy mấy cô lại chùa tụng kinh dược sư, lưng phiên nhau tụng 4 ngày. Cho nên cái ân tình của quý thầy cô quỷ nhẫn không có dám quên. Người ta không biết quỷ nhẫn bệnh nặng hay nhẹ, mà ngày nào cũng 10 cô, 15 cô đến tụng kinh, ngày nào cũng đến tụng kinh dược sư, thấy thương lắm đức ruột. Cho nên khi quỷ nhẫn khỏe thì quỷ nhẫn cũng tụng kinh lại cho quý Phật tử vậy đó. Nghe quý Phật tử mình mà không được khỏe, quỷ nhẫn cũng cầu nguyện. Cho nên làm được những cái việc gì quỷ nhẫn sẽ cố gắng làm, không bao giờ dám nể công. Mà quý Phật tử nên nhớ rằng là quý Phật tử nhớ rõ là cuộc đời này không bao giờ quỷ nhẫn dám buồn. Phật tử
không có dám làm cho Phật tử buồn, mà cũng không có dám ghét Phật tử. Quỳ Nhẫn sẽ cố gắng làm hết tất cả những gì mà có thể làm được thì cố gắng làm. Chào Sông Di. Cho nên mà khi mà thấy ai mà không vui với chùa Minh Viên, không vui với Quỳ Nhẫn, Quỳ Nhẫn lo sợ lắm. Tại vì sợ mình không có khéo, mình dụng đường tu mình không khéo. Chào ông Đạo Tế. Thì mọi người sẽ xa lánh mình. Phật tử mà xa lánh Quỳ Nhẫn thì Quỳ Nhẫn không có sợ, không có buồn. Nhưng mà cái sợ và cái buồn nhất là quý Phật tử xa Quỳ Nhẫn rồi bỏ luôn chùa, quên luôn ông Phật, là mình uổng cái đường tu của mình. Cho nên Quỳ Nhẫn sợ vậy thôi. Dạ. Cho nên trong tâm nguyện thì cố gắng chào thằng Chi. Bởi vì những cái Phật sự nào Quỳ Nhẫn cũng muốn nói ra để mọi người đủ phước thì hùng chút. Còn quý Phật tử không hùng thì chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là quý rồi. Dạ thôi, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Quỳ Nhẫn xin ngưng ở đây nha mọi người nha. Cảm ơn. Cảm ơn ông Đạo Tế, cảm ơn Sông Di, cảm ơn cô Tâm Phúc rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Bích, An Tây. Cảm ơn hết mọi người đang xem livestream. Lâu lắm rồi không có livestream mà hôm nay mọi người cũng đông. Và hôm nay rất là thành tựu, cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều mọi người đã nghe những lời tâm sự của Quỳ Nhẫn. Và nếu như chúng ta trong cuộc sống này có rộng rãi một chút thì chúng ta hùng phước để tổ chức lễ chuẩn tế và tiếp u minh giới tại đạo tràng Đại Tùng Lâm do Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức vào ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão mọi người nha. Mọi sự đóng góp của quý vị sẽ được trình lên Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và sẽ có giấy tri ân đến cho quý vị thu chi rõ ràng. Mọi người quan hỷ nha mọi người nha. Dạ xin bye bye.